Nhiều người do cần vốn để kinh doanh nên đã liên hệ với ngân hàng để vay. Trong quá trình làm hồ sơ giải ngân, nhân viên ngân hàng yêu cầu người vay tham gia quỹ đầu tư của bảo hiểm kết hợp với ngân hàng thì sẽ được giải ngân nhanh hơn. Đồng thời lợi nhuận đem lại từ quỹ đầu tư này là từ 25 đến 40% một năm. Nhiều người do cần vốn kinh doanh nên đã đồng ý tham gia gói đầu tư. Tuy nhiên, khi nhận được hợp đồng tín dụng thì mới biết quỹ đầu tư mà mình tham gia thực tế là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Nếu hủy hợp đồng thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã đóng phí. Chưa hết, đã có không ít người đến ngân hàng để đáo hạn sổ tiết kiệm thì lại bị nhân viên ngân hàng mập mờ tư vấn chuyển sang gói đầu tư khác lãi suất cao, nhưng thực chất gói đầu tư đó là bảo hiểm nhân thọ. Nhân viên của ngân hàng SCB thì có tư vấn cho tôi cái gói đầu tư Tâm An đầu tư là 100 triệu là đầu tư cứng, sau 6 năm thì sẽ được rút ra cả gốc, cả cái tiền 100 ý, và còn đâu cái 400 của tôi là đầu tư linh hoạt. Khi tôi thắc mắc là tại sao mà có Manulife thì hai người tư vấn cho tôi nói rằng là cái này là của SCB, sản phẩm của SCB. Bác là mẹ bác là mẹ liệt sĩ anh hùng, vừa có tiền phúng viếng. Bác ấy ra ngân hàng cũng bị người ta lừa, người ta đánh cháo khái niệm để người ta lừa, để người ta sang cái gói bảo hiểm này, Tâm An này mà không có nhu cầu. Và một bác thứ hai là chồng bác ấy là giáo viên về hưu. Chồng bác vừa mất được 50 ngày thì ngân hàng sang tận lời dụ dỗ là bác gửi ở bên này cho chắc chắn chúng cháu, cũng bị lừa trường hợp như thế. Khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhiều người dân và doanh nghiệp rơi vào cảnh khốn đốn, phải đi vay ngân hàng để có vốn hoạt động. Đây cũng là năm doanh thu bảo hiểm nhân thọ bán qua ngân hàng tăng nóng với hơn 159.400 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước đó. Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, có gần 1 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được phân phối qua kênh ngân hàng trong năm 2022, với doanh số đạt hơn 23.300 tỷ đồng, chiếm 46% tổng số khai thác mới. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thương trường Pháp luật của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì bảo hiểm nhân thọ đã trở thành cơn ác mộng của nhiều người đến ngân hàng vay tiền và gửi tiền, bởi vì người vay bị ép phải mua bảo hiểm nhân thọ. Đây được coi như phí bôi trơn để ngân hàng giải ngân khoản vay. Còn người gửi tiền thì bị nhân viên ngân hàng mập mờ tư vấn hô biến chuyển từ tiền tiết kiệm sang hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Trong khi đó thì theo quy định, nếu khách hàng hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước hạn thì sẽ mất trắng số tiền. Và cho đến nay thì cơn ác mộng này vẫn chưa thể chấm dứt vì nhiều lý do khác nhau. Có hay không luật ngầm giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm nhân thọ? Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi mời đến trường quay hai chuyên gia để trò chuyện và cùng bàn luận chung quanh vấn đề này. Xin trân trọng giới thiệu ông Trình Quốc Hưng, giảng viên Học viện An ninh Nhân dân. Vâng, xin chào biên tập viên và xin kính chào quý vị khán giả của Truyền hình Nhân dân. Luật sư Đặng Văn Thành, công ty luật Bảo Tín, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin chào biên tập viên và xin chào khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn sự đồng hành của hai vị khách mời trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Trong thời gian vừa qua thì bảo hiểm nhân thọ đã trở thành cơn ác mộng đối với người gửi tiền, người vay tiền khi mà bị nhân viên ngân hàng ép mua hoặc là tư vấn mập mờ để chuyển từ tiền tiết kiệm sang hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Đây có phải là cách ép khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ hay không? Và nếu đúng thì tại sao, thưa ông Trình Quốc Hưng? Việc mua bảo hiểm nhân thọ là nhằm đảm bảo cái sức khỏe và quyền lợi về tính mạng cho người tham gia vào bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên thì trong những năm trở lại đây chúng ta đã thấy xuất hiện một số vài cái vụ án cũng như là một số sự việc liên quan đến những cái lùm xùm mà một số nhân viên ngân hàng đã gặp phải hoặc là người tham gia bảo hiểm nhân thọ gặp phải. Ví dụ như việc những người tham gia bảo hiểm thì ngoài cái việc họ tự nguyện mong muốn tham gia để bảo vệ sức khỏe cho mình, thì có một vài trường hợp khi người dân mong muốn có đặt ra cái nhu cầu có một khoản vay thì họ lại gặp phải những nhân viên ngân hàng bị ép chỉ tiêu doanh số. Họ đã bị giới thiệu sang để tham gia vào một cái hợp đồng bảo hiểm mà mặc dù là cái người đi vay đó họ cũng không mong muốn phải mua cái bảo hiểm nhân thọ đó. Và vì nóng lòng mong muốn được giải ngân cái khoản vay đó cho nên là người đi vay đã nhắm mắt và đã ngay lập tức ký vào khoản hợp đồng đó. Nhưng mà tuy nhiên thì sau khi một quãng thời gian đóng cái số tiền với cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đó thì người đi vay không có khả năng chi trả tiếp tục các cái điều khoản trong cái hợp đồng đó, hoặc là họ cũng không còn nhu cầu nữa thì họ mong muốn là hủy cái hợp đồng đó đi thì lại vô tình vướng phải những cái điều khoản
đã ký ở trong hợp đồng đó. Việc ép khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ vi phạm điều khoản nào của luật và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở đâu trong câu chuyện này, thưa luật sư Đặng Văn Thành? Theo tôi thì đối với các cái hợp đồng dân sự nói chung và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nói riêng ấy, thì đều xây dựng trên nguyên tắc là tự nguyện thỏa thuận giữa các bên. Đấy. Tuy nhiên là nếu như mà có sự ép buộc ở đây thì đã vi phạm nghiêm trọng theo quy định tại khoản 2 điều 3 Bộ luật dân sự và khoản 1 điều 16 Luật kinh doanh bảo hiểm. Có thể nếu như mà khách hàng người dân mua hợp đồng bảo hiểm mà có các tài liệu chứng cứ chứng minh cái việc này thì có thể là yêu cầu tòa án có thẩm quyền là yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu. Đấy. Còn về cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước thì cũng được quy định rất rõ tại điều 151 và điều 152 Luật kinh doanh bảo hiểm. Đấy, thì hiện nay thì Bộ Tài chính cũng đang thúc tiến là rà soát cũng như là phối hợp với các ngân hàng nhà nước để kiểm tra thanh tra những cái hoạt động tư vấn mua bán bảo hiểm trên cả nước. Tuy nhiên là cái sự phối hợp này thì nó cũng chưa có sự rõ ràng và minh bạch, cũng chưa đạt được hiệu quả cao, vẫn để xảy ra những cái tình trạng là tư vấn gian lận hoặc là ép khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ. Thì tôi đánh giá là cái vai trò của cơ quan nhà nước ở đây là chưa thực sự rõ ràng. Có rất nhiều địa phương là buông lỏng quản lý dẫn đến cái tình trạng là các đại lý bảo hiểm cũng như là các ngân hàng, nhân viên trong ngân hàng là tư vấn mập mờ cho khách hàng. Tôi xin phép được bổ sung một chút với luật sư Thành là chúng ta thấy rằng là đây là một cái câu chuyện mà mất bò mới lo làm chuồng ấy. Là lẽ ra chúng ta đã phải có những cái chế tài để xử lý những vấn đề này rồi. Những cái chế tài quy định của pháp luật hiện nay vẫn chưa chặt chẽ để cho một số nhân viên ngân hàng, hoặc thậm chí là tôi nghĩ rằng như biên tập viên vừa nói là có thể đó là có cái sự bắt tay nào đó của một vài ngân hàng đối với các công ty bảo hiểm này. Vâng, đúng như ông vừa nói, đó là mất bò mới lo làm chuồng. Chính cái sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng đã khiến cho bảo hiểm nhân thọ là một hình thức mang ý nghĩa đầu tư rất là nhân văn, nhưng lại vô tình trở thành một cơn ác mộng. Đặc biệt là trong thời điểm mà dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh khiến cho doanh nghiệp và người dân lao đao, thì chính là cái năm mà doanh thu bảo hiểm nhân thọ bán qua ngân hàng tăng nóng khoảng 22% so với năm trước đó, ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Thưa luật sư, ông đánh giá thế nào về con số này? Tôi cũng đánh giá cao các cái công ty bảo hiểm có chính sách hoạt động tốt. Tuy nhiên, ở đây thì chúng ta cũng phải bàn luận đến cái việc là cái doanh số này là có hay không những cái hợp đồng mà bị ép khách hàng mua để mà tăng doanh thu như anh Quốc Hưng cũng vừa trình bày. Đấy, thì tôi cũng đặt một cái dấu hỏi là liệu rằng là cái tăng trưởng của các công ty bảo hiểm này có mập mờ hay không, có ép dựa trên sự là ép khách hàng phải mua hay không. Bởi vì là trong cái có quá trình dịch Covid bùng phát thì rất nhiều doanh nghiệp cũng như là người dân lâm vào tình trạng khó khăn và phải đi vay vốn ngân hàng. Đấy, thì như đầu chương trình là anh Quốc Hưng có chia sẻ ấy, là khi mà khách hàng đến ngân hàng để vay một khoản tiền thì buộc phải ký một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Đấy, thì cái doanh thu này thì tôi cũng cho rằng là chúng ta cần phải rà soát và xem xét kỹ lại. Vâng, dư luận thì đặt câu hỏi là tại sao mà doanh thu bảo hiểm nhân thọ lại có thể tăng trưởng nóng trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, trong khi là lẽ ra kênh này phải ế ẩm trên thị trường. Ông Trình Quốc Hưng, ông có cho rằng việc tăng trưởng này đáng ngờ và cũng có lý do là doanh nghiệp, người dân vì khó khăn nên là đi vay ngân hàng và bị ép phải mua bảo hiểm nhân thọ hay không ạ? Chúng ta thấy rằng là cái doanh thu của bảo hiểm trong những năm Covid đó tăng rất là đột biến. Đặc biệt là trong năm 2021 là tăng đến khoảng 22%, tức là tương đương với gần 160.000 tỷ đấy, tiền doanh thu của bảo hiểm. Và mặc dù rằng là trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ Tài chính đã tăng cường các hoạt động rà soát đối với các ngân hàng để xem rằng là các ngân hàng này có các cái điều khoản hay là có ép doanh số đối với nhân viên ngân hàng phải tham gia vào hoạt động mời khách vay mua bảo hiểm hay không. Thì mặc dù là có cái sự rà soát, có sự tăng cường kiểm tra của các cơ quan chức năng như vậy, tuy nhiên thì từ đầu năm đến nay cái doanh số của bảo hiểm nhân thọ cũng đã tăng đến 81.000 tỷ, tương đương với cái số lượng tăng trưởng, và nó mặc dù là nó chỉ giảm hơn so với cùng kỳ năm trước là khoảng 4% thôi, nhưng mà đó cũng là một cái số tiền rất là lớn. Và tôi nghĩ rằng là phải chăng các cái công ty này đã có những cái điều khoản, đã có một cái sự liên kết nào đó đối với một số công ty bảo hiểm để yêu cầu những người có nhu cầu vay vốn phải tham gia vào hoạt động tham gia mua bảo hiểm nhân thọ. Có những trường hợp người đi vay mong muốn được giải ngân nhưng mà không ký bảo hiểm nhân thọ, cho nên là hợp đồng khoản vay đó bị ngâm trong vòng vài tháng. Và chúng ta biết rằng là tiền mà không thể đưa ra để đầu tư ấy, thì nó gây ra thiệt hại rất lớn đối với cái người có cái mong muốn nhu cầu vay tiền.
có chăng là có những cái sự mập mờ giữa nhân viên ngân hàng, giữa ngân hàng đối với công ty bảo hiểm? Vâng, những câu chuyện lùm xùm xung quanh bảo hiểm nhân thọ thời gian vừa qua thì đã khiến cho dư luận vô cùng bức xúc, bởi vì đã có không ít khách hàng buộc phải mua bảo hiểm nhân thọ thì mới được vay vốn ngân hàng, và vô tình thì trên vai họ phải gánh hai khoản nợ, nợ ngân hàng và phí đóng bảo hiểm nhân thọ hàng tháng. Và đây là một câu chuyện đáng buồn. Vậy thì dư luận đặt ra câu hỏi trách nhiệm của cơ quan quản lý chức năng ở đâu trong câu chuyện này? Vâng, xin được cảm ơn sự chia sẻ ở phần đầu của chương trình của hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của các công ty bảo hiểm, trong thời hạn từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, nếu khách hàng hủy hoặc là chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì sẽ mất trắng số tiền đã đóng. Và trong khi nhiều khách hàng mất trắng số tiền đóng phí bảo hiểm nhân thọ, thì công ty bảo hiểm nhân thọ không những không thiệt hại mà còn nghiễm nhiên bỏ túi hàng nghìn tỷ đồng của người dân. Liệu cơ quan quản lý nhà nước đã làm thật sự hết trách nhiệm của mình hay chưa? Bộ Tài chính vừa có thông báo về kết luận thanh tra bán sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, ngân hàng tại 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife, Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Prudential, Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ MB Aegis ở thời kỳ năm 2021 và các thời kỳ có liên quan. Trong thông báo kết luận, Bộ Tài chính chỉ ra từng doanh nghiệp có tỷ lệ hủy hợp đồng bảo hiểm bán qua ngân hàng sau năm thứ nhất. Năm 2021, Công ty bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam bán bảo hiểm qua ngân hàng ACB và Tiên Phong. Doanh thu phí 2.038 tỷ đồng, phát hành mới 80.117 hợp đồng bảo hiểm. Trong đó tỷ lệ hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng bảo hiểm sau năm thứ nhất bán qua ngân hàng Tiên Phong là 73%, ngân hàng ACB là 39%. Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential năm 2021 bán bảo hiểm qua 8 ngân hàng với 94.431 hợp đồng. Tỷ lệ hủy hợp đồng sau 1 năm mua qua kênh ngân hàng là 41%. Công ty bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife bán bảo hiểm qua ngân hàng BIDV. Năm 2021, doanh thu 1.553 tỷ đồng. Tỷ lệ hủy hợp đồng sau năm thứ nhất trên 39%. Công ty bảo hiểm nhân thọ MB Aegis bán bảo hiểm qua ngân hàng MB và công ty tài chính MB Shinsei, doanh thu 4.466 tỷ đồng. Tỷ lệ hủy hợp đồng sau năm thứ nhất là 32,4%. Theo quy định của công ty bảo hiểm, nếu hủy hợp đồng trước hạn từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, khách hàng sẽ bị mất toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng. Chúng tôi nói thật là cũng gửi đơn nhiều lần nhưng mà cũng chưa thấy phản hồi, cũng chưa thấy được trả lời thỏa đáng một cái gì. Chúng tôi giờ chỉ muốn là làm sao mà lấy lại được đồng tiền mồ hôi lao động của chúng tôi bao nhiêu năm tích cóp, tuổi trẻ đánh đổi để lấy đồng tiền, kêu cứu từ tất cả, từ Bộ Tài chính, Cục Giám sát Bảo hiểm đến 5 lần 7 lượt nhưng mà đều có một cái hồi âm là cứ im lặng và cứ chỉ nói im lặng, không có người đứng ra để trả lời cho chúng tôi. Tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm chỉ đạo quyết liệt và để cho các cái tổ chức của SCB, tất cả các ngân hàng và các bảo hiểm luôn, là để cho nó minh bạch, để cho người dân thứ nhất là cũng càng ngày càng hiểu biết và càng ngày càng rõ về những người có nhu cầu, người ta lên đúng nơi chức năng để người ta mua. Xin được trở lại chương trình với luật sư Đặng Văn Thành. Trong một công bố mới nhất của Bộ Tài chính khi thanh tra một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thì tỷ lệ hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm bán qua ngân hàng sau năm thứ nhất rất là cao, có hãng lên tới 73%, thấp nhất cũng là trên 30%. Như vậy là hàng ngàn tỷ đồng của khách hàng bị mất trắng, và đây có phải là sự trục lợi không nhỏ bao năm nay của công ty bảo hiểm nhân thọ không? Khi nghe cái thông tin này thì tôi cũng rất là đáng buồn cho cái các ngân hàng mà kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Thế còn về nói để mà đánh giá là có trục lợi hay không thì chúng ta phải dựa trên nhiều yếu tố. Chúng ta có thể chia ra trường hợp là nếu như mà khách hàng khi đến vay ngân hàng và buộc phải mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì đây được coi là cái việc là ngân hàng đã ép họ mua. Thì nếu như trong trường hợp này mà khách hàng bị ép mua hoặc là bị tư vấn chuyển từ khoản tiết kiệm sang là mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì đây tôi coi cho rằng đây là cái sự trục lợi của các công ty bảo hiểm. Đấy. Còn trong trường hợp mà họ tự nguyện họ mua và khi mà thay đổi về điều kiện hoàn cảnh cũng như là điều kiện kinh tế hoặc là do nhu cầu của họ mà họ
không muốn tiếp tục cái hợp đồng bảo hiểm này nữa thì đây cũng không thể coi là một cách trục lợi của các công ty bảo hiểm được. Để chúng ta có một cái nhìn khách quan nhất, toàn diện nhất thì chúng ta phải đánh giá được cái quy trình tư vấn bảo hiểm cũng như là cái cách thức ký hợp đồng bảo hiểm ở các ngân hàng nó như thế nào, và phải ra soát lại toàn bộ cái quy trình đấy để xem là chúng ta sai ở đâu, và các cá nhân tổ chức nào làm sai quy định của pháp luật thì phải được xử lý nghiêm. Vâng, vậy thì theo luật sư thì có những vấn đề nào cần phải được làm sáng tỏ ở đây ạ? Những vấn đề được chúng ta cần phải làm sáng tỏ ở đây là thứ nhất là về các cái cơ chế quy định của pháp luật, là xem là tư vấn đối với các hợp đồng bảo hiểm thì các hợp đồng mẫu là phải quy định cụ thể như nào. Đấy, thì trước đây thì chúng ta đã quy định là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là phải là một dạng hợp đồng mẫu được phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đấy, tuy nhiên là hiện nay thì chúng ta lại bỏ đi cái hợp đồng, cái quy định này. Đấy, thì bây giờ thì theo ý kiến quan điểm cá nhân tôi ấy, thì đã buộc chúng ta phải quay lại là đưa cái quy định là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là phải là một hợp đồng mẫu được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đấy, bởi vì là cái hợp đồng mẫu ấy, nó quy định là rất có lợi cho cái bên soạn thảo mà vô tình là gây bất lợi cho người tham gia. Bởi vì chúng ta hợp đồng mẫu khi tham gia thì chúng ta không được sửa đổi, để mà khi tham gia vào giao dịch chúng ta có thể là nêu ra thì họ cũng sẽ không đồng ý và không sửa đổi. Khi đến ngân hàng vay thì chúng ta là một dạng thế yếu, chúng ta không có cơ sở nào để mà thỏa thuận lại cái hợp đồng này, mà chúng ta chỉ buộc có chấp nhận hay không chấp nhận các điều khoản đấy thôi. Đấy, và thứ hai nữa là đối với các cái quá trình quản lý, rà soát kiểm tra của Bộ Tài chính đối với các công ty bảo hiểm, cũng như là sự phối hợp với lại ngân hàng nhà nước để rà soát cái quy trình bán và tư vấn bảo hiểm tại ngân hàng, thì phải đánh giá lại các cái quy trình này, có một cái chế tài cụ thể và thật nặng để xử lý đối với các cái trường hợp mà cố tình vi phạm, cũng như là lãnh đạo của ngân hàng đấy mà để cho nhân viên cấp dưới của mình vi phạm cái điều đấy thì tôi nghĩ là cũng phải xử lý nghiêm để mang tính răn đe cho những ngân hàng sau. Theo quy định của công ty bảo hiểm thì từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, nếu khách hàng hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì sẽ bị mất toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng. Quy định này có khách quan không, thưa ông Trịnh Quốc Hưng? Theo tôi thì quy định này rất là khách quan. Nó đảm bảo một cái sự ràng buộc giữa người tham gia bảo hiểm nhân thọ với công ty bảo hiểm. Và cái này nó cũng để đảm bảo cái hoạt động tham gia vào cái việc tiếp tục đóng bảo hiểm. Cái việc mà công ty bảo hiểm họ quy định hay là họ có được cái bản hợp đồng mà khách hàng ký tên thì họ không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên thì trong giai đoạn hiện nay chưa có một điều khoản nào của pháp luật yêu cầu người đi vay phải đóng bảo hiểm nhân thọ cả. Mà đa phần chúng ta thấy ở đây là cái sự lồng ghép để mong muốn tăng một cái doanh thu ở một cái khoản vay. Cho nên là họ, các ngân hàng họ đã lợi dụng vào đoạn này để yêu cầu nhân viên của mình mập mờ trong việc tư vấn và thậm chí là gây khó dễ cho người đi vay. Họ phải ký tên vào bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ này thì họ mới được giải ngân khoản vay. Và chúng ta thấy rồi, tâm lý của người đi vay thì chỉ mong muốn vay được tiền thôi. Và có rất nhiều bản hợp đồng, ngay như cả bản hợp đồng vay vốn ấy, nó dài khoảng 5 đến 7 trang là người ta cũng đã không đọc cơ. Là người ta ngay lập tức người ta ký tên vào rồi. Còn ngược lại với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, có những hợp đồng dài đến hàng trăm trang, người ta cũng không có thời gian người ta đọc. Và thậm chí là người ta lười, người ta không muốn đọc. Thì đến lúc mà bút đã xa rồi, đã ký tên vào đó rồi, thì khi mà họ bỏ cọc thì họ lại vướng phải những cái điều khoản đã ký tên trong bản hợp đồng đó. Vô hình chung thì họ rơi vào đúng cái khoản tiến thoái luận nam. Tôi thì tôi cũng đồng ý với quan điểm của ông Hưng là cái quy định này nó là hợp lý. Tuy nhiên là để mà đánh giá là có thiệt hại cho nhà mua khi người mua bảo hiểm hay không ấy, thì ta phải quay về cái quy trình ký và tư vấn hợp đồng bảo hiểm, chứ không cái nội dung về điều khoản nó không ảnh hưởng nhiều đến cái quyền lợi của khách hàng, mà là do cái quy trình và cái người tư vấn đấy, người ta người ký hợp đồng đấy là trên cái tinh thần là bị ép buộc hay là tự nguyện thôi. Vâng, thế theo luật sư thì quy định này phải chăng là công ty bảo hiểm lúc nào cũng có lợi, còn phần thiệt thì luôn thuộc về người dân không? Theo tôi thì không phải, bởi vì là theo quy định tại cái điều 25 ấy, đối với các cái trường hợp mà người dân có tài liệu chứng cứ chứng minh khi mà mình tham gia bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà mình bị lừa dối, bị ép buộc dẫn đến cái việc hiểu nhầm các cái quy định, thì ta có thể là người đó có thể là nộp đơn đến tòa án có thẩm quyền yêu cầu tuyên bố cái hợp đồng giao dịch dân sự đấy, hợp đồng bảo hiểm đấy là vô hiệu
và cái hậu quả của hợp đồng vô hiệu thì các bên sẽ phải trao trả cho nhau những gì đã nhận. Có nghĩa là hợp đồng, mình mua cái hợp đồng giá trị đấy bao nhiêu và mình đã đóng được bao nhiêu rồi thì công ty bảo hiểm có trách nhiệm hoàn trả lại với cái cho người dân số tiền đấy. Tuy nhiên là trên thực tế thì khi mà người dân đi ký mua hợp đồng bảo hiểm thường là không lưu ý đến cái việc là ghi âm hay ghi hình lại hoặc là thu giữ lại những cái tài liệu chứng cứ để chứng minh cho cái việc là mình có bị sự ép buộc hoặc là có sự tư vấn mập mờ gây hiểu nhầm về quyền và lợi ích của mình. Đấy nên là trên thực tế thì rất ít các trường hợp mà hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị tuyên bố vô hiệu. Hiện thì việc xử lý vi phạm về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ theo luật sư là đã đủ sức răn đe chưa? Và nhất là xử lý các nhân viên ngân hàng, hiện nay thì còn những bất cập gì? Một số các nghị định cũng đã quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đối với các cái hành vi như là tư vấn sai hoặc là lừa dối gây hiểu nhầm đến quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm thì hiện tại mức phạt là rơi vào từ 40 đến 50 triệu đồng. Hiện nay thì Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến để sửa đổi cái dự thảo là tăng cái mức phạt này lên từ 90 đến 100 triệu đồng. Đấy, tuy nhiên là theo tôi với cái mức phạt này kể cả có tăng lên 90 đến 100 triệu đồng thì nó cũng chưa đủ sức răn đe. Bởi vì là so với cái số tiền bị phạt, so với cái lợi nhuận mà người ta thu được ấy, nó không đáng là bao cả. Đấy thì đối với cái việc mà xử lý các cái nhân viên trong ngân hàng tư vấn bảo hiểm ấy, thì trên thực tế là rất ít và tôi cũng chưa thấy có cái trường hợp là bị xử lý. Bởi vì sao? Khi mà người dân đến vay vốn ở ngân hàng và buộc phải ký một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ấy, thì người ta, nhân viên tư vấn ấy, người ta cũng lồng ghép, người ta không nói thẳng là anh phải mua cái này, anh phải ký vào hợp đồng này thì mới được giải ngân khoản vay. Mà người ta chỉ nói lấp lửng rằng là khi mà anh mua cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ này thì khoản vay của anh sẽ được giải ngân một cách nhanh chóng hơn. Đấy, hoặc là những cái việc mà người ta chuyển từ khoản tiết kiệm sang mở hợp đồng vay thì người ta tư vấn bằng cái cách là đầu tư. Đây là một dạng đầu tư lợi nhuận cao. Đấy, nhưng mà thực ra là không phải. Người ta chỉ là đánh tráo khái niệm thôi. Có chuyên gia thì đã đề xuất là đối với những ngân hàng có tỷ lệ hủy và mất hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trên 50%, cần cấm bán bảo hiểm nhân thọ trong vòng từ 1 đến 2 năm rồi mới xem xét tiếp. Vậy thì ông Trình Quốc Hưng, ông có ủng hộ đề xuất này không ạ? Và theo tôi thì tôi cũng đồng tình với cái quan điểm này, nhưng mà có lẽ rằng là chúng ta không phải chờ đến 50% đâu. Trên 30% thôi là đã có dấu hiệu rồi. Thì tôi nghĩ rằng các cơ quan chức năng cần phải siết chặt hơn nữa việc quản lý đối với các cái công ty này. Và đặc biệt là khi mà cái hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm mà bị mất, mà cái cơ quan đó, cái ngân hàng đó hay là cái công ty bảo hiểm đó liên quan đến những cái đơn tố cáo khiếu nại, thì ngay lập tức các cơ quan chức năng cần phải siết chặt cái việc quản lý, và đặc biệt là thậm chí là cho dừng cái việc kinh doanh bảo hiểm nhân thọ hoặc là gắn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với hợp đồng khoản vay từ 1 đến 2 năm, thậm chí là xem xét có thể là đưa ra để truy tố về pháp luật. Bởi lẽ rằng là những cái hợp đồng này theo quy định pháp luật là không có ai ép buộc người dân phải mua cả. Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Thành, chúng ta cần mạnh tay xử lý hơn nữa những ngân hàng bao gồm cả lãnh đạo và nhân viên ép khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ hoặc là tư vấn mập mờ để họ chuyển từ tiền tiết kiệm sang hợp đồng bảo hiểm nhân thọ như thế nào ạ, để làm có thể làm lành mạnh thị trường? Vâng. Theo tôi thì thiết thực nhất là chúng ta phải tăng cái mức phạt hoặc là tăng cái quy định về chế tài pháp luật, xử lý thật nghiêm đối với lại không chỉ những là nhân viên ngân hàng trực tiếp tư vấn mà còn phải đối với cả những cái lãnh đạo của cái ngân hàng đấy. Tôi cho rằng là không phải là nhân viên tự ý bán hợp đồng bảo hiểm, mà ở đây là sao có sự chạy KPI mà sự ép từ bên trên xuống. Thứ hai là cũng nên là áp dụng thêm các cái hình phạt bổ sung, ví dụ như là thu hồi cái chứng chỉ là đại lý bảo hiểm, hoặc là đối với các cái doanh nghiệp thì là thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh trong cái lĩnh vực này. Đấy, thì còn đối với các cái lãnh đạo của ngân hàng thì chúng ta là nếu như mà để cái lãnh đạo đấy mà để xảy ra cái nhân viên của mình là có cái hành vi vi phạm pháp luật trong cái lĩnh vực bảo hiểm này thì cũng phải bị xử lý, và có thể nặng thì có thể là cắt chức hoặc là cấm đảm nhiệm chức vụ trong một thời gian nhất định để mà đảm bảo cái tính răn đe. Theo tôi thì để mà lành mạnh hóa cái thị trường này thì chúng ta cũng nên hình sự hóa cái quan hệ khi mà sai phạm trong quá trình tư vấn mập mờ để cho người dân chuyển từ tiền tiết kiệm sang mua đầu tư, mua bảo hiểm nhân thọ.
Bởi vì nếu như mà cái chế tài ấy, mà về dân sự mà người ta hành chính mà không thể nào răn đe được, đủ sức răn đe đối với những cái người vi phạm đấy mà người ta cứ tái diễn, khi mà bị xử lý vi phạm hành chính rồi mà người ta vẫn cứ tiếp tục tái diễn, gây nên những cái hậu quả rất là đáng tiếc, rất là thiệt hại rất lớn cho những cái người gửi tiền tiết kiệm mà được tư vấn mập mờ chuyển thành cái bảo hiểm nhân thọ. Có thể là những cái số tiền này nó là người ta dự phòng sau này để người ta mất đi, để có những cái khoản mà người ta lo mà tang lễ cho họ, thì rất là vô nhân đạo trong cái việc là mình chuyển cái khoản tiền này sang một hình thức hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà sau đó thì lại người ta lại mất trắng cái số tiền này. Thì theo tôi nghĩ là nên phải hình sự hóa cái quan hệ này, quy định vào trong bộ luật hình sự để mà có những cái chế tài nghiêm khắc hơn, để mà đủ sức răn đe. Vâng, thế còn ông Hưng, ý kiến của ông thế nào ạ? Theo quan điểm của tôi thì Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường hơn nữa việc đăng tải các thông tin liên quan đến hoạt động kiểm tra kiểm soát đối với các ngân hàng có những đơn thư khiếu nại tố cáo từ phía người dân liên quan đến hoạt động mà ép người dân khi tham gia vay vốn lại phải tham gia một bản hợp đồng. Và thứ hai nữa là khi mà những cái công ty này, những tổ chức này có những cái đơn thư khiếu nại hoặc là có cái tỷ lệ hủy hợp đồng từ 30% trở lên ấy, thì ngay lập tức áp dụng cái chế tài đó là cấm bán trong 1 đến 2 năm. Và yêu cầu là các cơ quan chức năng vào cuộc để thanh tra kiểm tra xem là những cái đơn thư tố cáo khiếu nại của người dân này có phù hợp hay không, có đúng với cái thực tế diễn ra hay không. Những cá nhân, những tổ chức, đặc biệt là nhân viên này, rồi là công ty chi nhánh này, hoặc là một cái số ngân hàng hoặc là công ty bảo hiểm mà lừa dối khách hàng như vậy, thì tôi đề nghị rằng là các cái chế tài pháp luật cần phải mạnh tay hơn, và thậm chí là có thể khởi tố và truy tố đối với những người này vì họ lợi dụng niềm tin. Và nếu nói một cách sâu xa hơn, chúng ta thấy rằng đây là cũng có một cái dấu hiệu nào đó gần giống như kiểu lừa đảo để chiếm đoạt tài sản ấy, của người dân. Thì tôi nghĩ rằng là cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan lập pháp và các cơ quan hành pháp cần tăng nặng chế tài, nhất là về việc nghiên cứu liên quan đến quy định của pháp luật hình sự đối với việc tư vấn môi giới mập mờ ép buộc người đi vay hoặc là người gửi tiền tiết kiệm tham gia vào hoạt động bảo hiểm nhân thọ mà người đi vay, người gửi tiết kiệm đó họ không có nhu cầu. Vâng, rõ ràng như hai ông vừa chia sẻ thì những quy định pháp luật đối với việc xử lý những sai phạm mà trong bảo hiểm nhân thọ chưa rõ ràng cụ thể trách nhiệm của những người tư vấn khi mà họ cố ý đánh tráo khái niệm mập mờ, khiến cho khách hàng bị hiểu nhầm. Vì vậy mà nhiều nhân viên ngân hàng đã lợi dụng sự bất cập của quy định này để trục lợi, bán bảo hiểm và hưởng hoa hồng. Và nếu những câu chuyện này không được quản lý và siết chặt lại thì có lẽ lòng tin của người dân vào ngân hàng sẽ sớm không còn nữa. Và đây là một việc rất nguy hiểm đối với hệ thống tín dụng của nền kinh tế ạ. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự đồng hành của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, cần thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ, trong đó tập trung vào hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng, nhất là các công ty bảo hiểm nhân thọ có tỷ lệ hủy hợp đồng, chấm dứt hợp đồng cao. Bởi vì mỗi hợp đồng bị hủy là nghiễm nhiên số tiền đóng phí thuộc về công ty bảo hiểm. Nhưng bên cạnh đó cũng phải có chế tài mạnh tay xử lý những nhân viên tư vấn ép khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ hay hô biến số tiền tiết kiệm thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, thậm chí là cả trách nhiệm hình sự nếu phát hiện có sự bắt tay để trục lợi. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.